Kính thưa quý vị, và sau đây liên tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón xem tiết mục Đu Son. Tiết mục Đu Son do hai nghệ sĩ Hồng Thúy và Phạm Hướng thể hiện. Và kính thưa quý vị, tiết mục Đu Son là tiết mục đã tham gia cuộc thi Liên hoan siếc quốc tế tại thành phố Saratov, Cộng hòa Liên bang Nga. Và cuộc thi liên hoan gồm có 10 nước tham gia với hơn 100 diễn viên, và tiết mục Đu Son đã đạt giải Vương miện vàng. Và sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón phần biểu diễn của hai nữ nghệ sĩ Hồng Thúy và Phạm Hướng với tiết mục Đu Son. Thank you.
chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng vương miện vàng dành tặng cho hai công chúa siếc Việt Nam. Rồi, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng. Và bên giải thưởng danh giá nhất tại Liên bang Nga dành tặng cho hai công chúa siếc Hồng Thúy và Phạm Hương. Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và bà Quỳnh Anh, giám đốc hợp tác xã Kim Lan là nghề truyền thống sẽ lên tặng hoa và có những tặng phẩm tặng riêng cho hai công chúa siếc của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nổi những tràng tay thật lớn, thật giòn giã để cùng chúc mừng cho hai công chúa siếc. Vâng, xin chào kính mời bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giám đốc hợp tác xã Kim Lan sẽ lên có những sản phẩm dành tặng cho hai công chúa siếc. Và một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng thành công của hai công chúa siếc với nỗ lực của mình đã mang vinh quang về cho ngành siếc Việt Nam. Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Hùng, xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Vâng, thưa quý vị, chia tay phần biểu diễn của hai công chúa siếc Hồng Thúy và Phạm Hương.